chiều ngày 5 tháng 11 vừa qua, tại khuôn viên Chùa Như Lai Thiền Tự, Cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại San Diego, bao gồm Chùa Như Lai Thiền Tự, Phật Đà, Vạn Hạnh, Vinh Quang, Ngọc Đăng, Ngọc Minh, Ngọc Quang, Ngọc Yên, Phổ Quang, Định Thành và các gia đình Phật tử đã long trọng tổ chức buổi tiệc chay gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt. Quang Lâm chứng minh tham dự có Hòa Thượng Thích Minh Hồi, Thượng Tọa Thích Tín Mãn cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trong ban tổ chức và khách mời. Ngoài ra, còn có sự tham dự của các huynh trưởng đại diện các gia đình Phật tử tại San Diego cùng đông đảo quan khách Mạnh Thường Quân và Phật tử Cộng đồng Phật giáo San Diego trở về tham dự. Buổi lễ được diễn ra sau phần khai mạc của Chư Tôn Đức. Tiếp đến là các tiết mục văn nghệ gây quỹ, tiệc chay cũng như đấu giá các vật phẩm gây quỹ và buổi tiệc chay thân mật. Ban tổ chức đã gửi lời tri ân đến toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử quan khách gần xa đã trở về ủng hộ và tương trợ để góp phần cho chương trình được diễn ra thành công tốt đẹp. Chúng con đi đầu cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, từ đi tu viện Phật Đà và tu viện Pháp Vương. Ngài thì giờ có các bạn ở đây vì Phật sự trên Canada, nhưng Ngài cùng đồng tiểu ban tổ chức với Hòa Thượng Thích Minh Hồi, một tràng pháo tay. Tiếp đến, chúng con cung kính giới thiệu Thượng Tòa Thích Tín Mãn, trụ trì chùa Phi Quang San Marcos. Chúng con cung kính đảnh lễ giới thiệu Thượng Tòa Thích Thiền Ngộ, trụ trì chùa Vạn Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Chúng con cung kính đảnh lễ giới thiệu Sư Thích Nữ Tiến Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Minh cùng Chư Tôn Đức Ni. Chúng con cung kính đảnh lễ giới thiệu Ni Sư Thích Nữ Lệ Hồng, trụ trì chùa Định Thành Claremont cùng Chư Tôn Đức Ni. Chúng con cung kính đảnh lễ giới thiệu Ni Sư Thích Nữ Phượng Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Quang, vùng Rinda Vista cùng Chư Tôn Đức Ni. Chúng con xin cung kính giới thiệu Sư Cô Thích Nữ Trí Nguyện, trụ trì tịnh xá Ngọc Đăng cùng Chư Tôn Đức Ni. Và chúng tôi xin được hân hạnh chào đón, giới thiệu tất cả quý cơ sở Mạnh Thường Quân Bảo Trợ, tất cả các cơ sở business hiện diện tại hôm nay đều có mặt đông đủ để hỗ trợ cho chương trình gây quỹ được thập phần viên mãn. Xin đồng giới thiệu tất cả quý cơ sở Mạnh Thường Quân. Kính chúc
Chư Tôn Thiền Đức Pháp Hệ Cương An, chúng sanh dị độ. Ta kính chúc toàn thể quý quan khách, quý mạnh thường quân, quý đồng hương Phật tử, gia quyến được an khang và các thường như ý. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc tiệc trai gây quỷ cứu trợ Bảo Lục miền Trung. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chùa Định Thành khóa đãi chúng ta chiều hôm nay. Là không phải là tay nghề ở trong các nhà hàng, cho nên cái sự vùng về chắc định sẽ là không thiếu, cho nên mong với tất cả quý thực khách hôm nay hoan hỷ được quý cho. Chào anh. Hello. Còn đây sao buồn đời hôm nay với bọn mình đêm nay. Anh sống đời trai giữa núi đồi, còn viết bài ca xây đời mới. Cờ che quê hương tay súng anh vinh cứ tuổi hát vang xưa đời về người. Rồi mai đây có về, quà cho tôi anh nhớ chiếc bài thơ. Nắng đèn của bình minh đang hết thơ, nỗi buồn vui sẽ xóa dần. Sống thầu từ đường sau vẫn còn đó. Tử Trung Hảo 100, Trung Phước 100, Trung Liên 100, Diệu Đạo Minh Đức 100, Thông và Thuyết Mai 200, Diệu Sơn 20, Bình Thơ 100, Cù Diệu Thảo 50, Thầy Viện và Thu Cẩm 50. Yeah.
cảm ơn Thủy Vân và các ca đại địa phương nhưng mà nhiệt tình đó để tạo nên các công viên vui chơi các anh chúng tôi làm kế toán cũng như bên ban thủ quỹ 60.238 đô thưa tất cả đều quý vị. Dạ, đó là sự nhờ sự giúp đỡ của tất cả quý vị. Chúng ta dọn dẹp ba ca sĩ cùng tiếp tục hát để chúng ta có phần sắc không khí vui nhộn trong cái ngày thành đạt hôm nay với số tiền 60.238 đô mà chúng ta đã được quá chỉ tiêu. Dạ, một lần nữa quý vị nào đầu chiếc xe